Rồi, hello bạn, hôm nay mình có đến Sài Gòn và gặp một bạn học viên. Thì em đã cao được bao nhiêu cm rồi? Dạ, em cao từ 1m63 đến 1m67. Là mấy xăng? 4 xăng đúng không? 4 4 xăng đúng rồi. Thì em tên gì? Em tên Bảo, anh Huy Bảo. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân, ví dụ như em đang học năm mấy hay là... Em là vừa mới ra trường. Mới ra trường, mới xong lớp 12 luôn đúng không? Xong lớp 12, 2K2 mà. Ừ, 2K2. Đúng rồi, bằng tuổi Huy đó. Thì em kêu là bạn, có một bạn học viên của anh là Lê Đức Minh, thì bạn đó là nguồn động lực để em luyện tập đúng không? Đúng anh, đúng. Bạn Minh thì 2K1 cũng là học viên của mình. 2K1 ảnh cũng tập từ bây giờ, cũng giống em vậy đó. Bây giờ em cũng bắt chước theo thôi. Bạn Minh 2K1 thì lên được 8cm, từ 1m66 lên 1m74. Đó, chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Thì đây là bạn Bảo, cũng là học viên của mình, cũng tập theo chế độ của mình. Và cũng nhờ bạn Lê Đức Minh cũng được truyền cảm hứng, nên cũng để tăng chiều cao thành công. Được 4cm. Từ mét nhiêu lên rồi? Từ mét 63 đến 6-17 đó. Thì tập trong vòng mấy tháng? Đầu tháng đầu là tháng 10 đến tháng 11 2019. Xong rồi em bỏ đến tháng 7, 23 tháng 7 tập đến 23 tháng 9 em cao được thêm 1m67. Là tháng đầu em cao được từ 1m63 đến 1m65,5. Rồi xong rồi em tập từ tháng 7 đến tháng 9 á, là em cao đến 1m67 luôn. Là 65,5 lên 1m67 luôn. Tại vì mấy tháng trước, tháng 1, tháng 2 là lúc đó em bắt đầu kiểu như nản á. Chỉ giống như anh Minh nói á, đo hoài nản nên đừng có đo nhiều. Không, về sau cứ nghe lời anh là lâu lâu đo một lần luôn, vài tháng đo lâu đo một lần chứ đừng có đo hoài. Những ngày nào cũng đo, tuần nào cũng đo là thấy nó không lên, xong mình lại thất vọng, rồi mình stress, đó là mình suy nghĩ tiêu cực. Đúng rồi. Sau đó là mình kiểu đó, mình khi mà mình tiêu cực rồi á thì nó lại khó cao. Thì đúng rồi. Nên là phải thoải mái, phải hứng khởi, nói chung là mình đừng có quan tâm. Mấy đứa nào mà đo nhiều, quan tâm nhiều rồi tự ti nhiều là lâu cao lắm. Đó. Thì tập gắt không em? Gắt lắm rồi ơi. Chỉ có tập bài anh thôi, không tập gì hết. Thì ngủ cũng tầm 11 giờ 11 giờ rưỡi mấy bạn ngủ là được rồi. Anh, cao đó. Anh cho em tập thể lực này, rồi yoga này. Thì em thích tập thể lực hay yoga hơn nè? Em tập thể lực là thường, em là chỉ tập thể lực thôi. Yoga thì em cũng ít lắm, ít tập lắm. Lâu lâu tập bổ trợ thôi. Đúng rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái dinh dưỡng và cái đi ngủ sớm á, thì nó là cái điều quan trọng hơn đó, cái việc quan trọng, đúng rồi, rất là quan trọng, các bạn nên chú ý nha. Đừng có quá giờ khuya ngủ được rồi, tầm có em mình tầm 11 giờ ngủ, 11 giờ rưỡi em mới ngủ được á, thì tầm đó đó. 11 rưỡi là trễ rồi nha. Em biết là trễ mà nó vẫn cao lên 1,5, thì cố gắng ngủ sớm càng sớm. Chung là không sao, mất kia bù nợ còn hơn là mình không làm gì, đúng không? Đúng rồi, còn hơn là ngồi không làm gì, không tập thể dục. Thì mình ngủ sớm nhưng mà mình có tập thể dục, mình vẫn ăn uống đầy đủ thì vẫn cao. Nhưng mà kết quả nó lại không có tối ưu bằng những cái bạn mà làm tốt nhất tất cả. Đó. Tập đỡ hơn không tập. Tại vì tháng 1, tháng 5 em cũng đâu có tập gì đâu, nên cũng vẫn đứng vững, không có cao được cái gì hết. Xong lúc đó thì cũng buồn rồi. Cũng buồn, nản rồi, không nản, tự ti. Xong rồi gặp anh Minh làm cái động lực nữa. Rồi ảnh cũng giống em, ảnh cũng tập từ tháng 10 tới giờ. Mà ảnh cao hơn 6-8cm. Còn em thì thay cũng giống ảnh, cũng tập tháng 10 đó. Mà cao có 1,5 mà cũng hơi buồn. Không sao, nói chung là gen của mọi người màu khác, mình không có so sánh được. Nói chung là ai cũng giống ai thì không có người thấp người cao rồi. Nên gen cơ thể, cơ địa, dinh dưỡng mọi người màu khác, không ai giống ai hết. Thì nó cao được 8 xăng thì mình lên được 4 xăng là quá mừng rồi, không có gì phải buồn á. Thậm chí lên được 2 xăng thì cũng mừng luôn. Thì em có đặt mục tiêu là từ giờ tới tương lai em cao 1m bao nhiêu không? Em đặt mục tiêu là từ giờ Tết cao cỡ đến tháng 1 tầm 1m69 thôi, 1m7 thôi. Không có đặt quá. Vừa thôi. Vừa tập của mình thôi. Một tháng ít nhất cũng phải lên 0,5 hoặc 1cm thôi, đừng có đặt quá. 2K1 thì tập được 4 xăng là quá khỏe. Anh Minh là 2K1, anh tập 8 tháng 6cm, xong bây giờ anh lên 1m74 nữa. Nên đừng có đòi hỏi quá. Đúng rồi. Chung là mình khai thác hết những cái tiềm năng mà cơ thể mình chưa có thôi. Đúng rồi. Em 2K2 nè, quên, đúng rồi, 2K2, Minh 2K1. Okay. Làm toàn thân thôi. Đứng toàn thân cho mấy bạn thấy vóc dáng hiện tại thôi. Rồi, chỉnh cái. Đứng rồi. Xin xe rồi. Ok. Để bữa mình so sánh tiếp. Rồi, tháng 1 so sánh tiếp. Tôi gấp qua. Đó.
Rồi em muốn chúc các bạn gì không? Thì cứ ít nhất một ngày ít nhất cũng phải tập thể dục một tiếng thôi cũng được, dành một tiếng hay tiếng không, nếu bận quá thì 30 phút thôi, bận quá 30 phút ít nhất cũng phải tập thể dục. Tập thể dục vậy dạ. Chú ý dinh dưỡng, ăn uống đủ chất, rau củ quả các thứ. Đúng rồi, sữa rồi. Em thì không uống sữa, em chỉ cũng ăn sữa chua này nọ thôi, cũng ít sữa, cố gắng ngủ sớm, dễ uống sữa đúng không? Với lại ngủ sớm mới quan trọng anh. Nói chung là bạn nào mà dễ uống sữa thì mình có thể bổ sung dinh dưỡng qua cái khác, ví dụ như là thịt cá, rau củ quả, chúng ăn chay rồi vẫn có dinh dưỡng các bạn. Nói chung là mình biết cách làm đủ dinh dưỡng hết nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share đồng hồ cho tụi mình nhé, điều bạn rồi.